Rồi anh em chào sư phụ. Ok. Rồi bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Full nồi mình làm zin nha anh em. Đó, nhẹ nhàng để tiết kiệm xăng. Xin chào anh em đến với độ xe mình.com. Nay mình đang tiến hành bảo dưỡng full cục máy full channel FI nha anh em ha. Đó, full channel FI 125 nha. Thì cái xe này bị tình trạng là kêu zin nha anh em ha. Đó, đầu lòng thì bị xước. Zin kêu rồi, hồi lượt trước mình đã kiểm tra chủ xe rồi, nay chủ xe mới có tiền để lên mình làm máy nha. Anh em nhớ cái xe này hôm trước là mình làm cái full cái nội thái không? Đó, giờ là mình làm thêm phần máy nữa nha anh em. Đây ha. Rồi cho anh em coi cái lòng luôn ha. Đó anh em coi ha. Piston lòng đã bị xước nè. Cho anh em coi thẳng vào đây luôn nha. Đó. Đây nè, sọc xước hết em ha. Đó. Bây giờ cái dên thì nó bị rơ rồi nha em ha. Đó, hư tay rồi. Mình sẽ thay tay lại. Rơ lắm rồi, kêu gõ có cốc cốc rồi nha em. Giờ mình chuẩn bị hạ máy nha. Hạ máy để mình chẻ máy làm dên em ha. Rồi chút nữa mình ráp mình sẽ quay lại cho anh em tham khảo. Rồi, đây là chiếc full chờ neo FI 125 nha anh em. Đời này xài FI ha. Còn có đời xăng cơ nữa nha anh em. Mình đang tiến hành rô đai cục máy chiếc full channel FI nha anh em ha. Đó, máy là bao em ru cho anh em. Sẵn đây mình đang rô đai mình quay lại cho anh em nghe tiếng máy, máy mình làm full nha anh ha. Full cả cục máy luôn. Dên rồi thay tay rồi thay xin cam, cam cò bắp mình làm hết nha em. Nồi là full nồi thái là trước khi mình báo cho anh em rồi ha. Đó, em ru à. Mình để cái mic gần cho anh em nghe luôn nha. Đó, êm ru nha anh em ha. Êm ru như chó ngủ luôn. Rồi. Thì mình đang rô đai xong. Xe này mình làm zin nha, hoàn toàn nha anh em ha, làm zin thôi. Chạy nhẹ xe chủ xe thôi. Đó. Thì anh em chạy full chờ neo, full chờ X, full chờ 125 thì muốn làm máy thì cứ qua mình nha. Bên mình có nhận làm máy êm ru cho anh em. Đó. Bao là hết giọng nồi, hết kêu zin anh em ha. Thì cái xe này chủ xe làm để đi làm hàng ngày thôi, cho nên cấu hình mình làm là êm bền nhẹ xe và tiết kiệm xăng. Đang rô đai chút nữa xong xuôi canh chỉnh thêm lần nữa rồi giao cho chủ xe nha anh em. Thì anh em cứ tới ngay tiệm mình nha, 462/15/3/2 phường 2 quận 10. Mình cũng đang ráp cái cục máy của chiếc rim super rim nha anh em, super rim đời đầu ha. Đó, sáng thì mình rã hai con xe này ra thì làm full mấy cái nồi. Thì cấu hình làm máy thì mình chưa quay được cho anh em ha. Thì mình đã làm full máy giống như cục xe máy này thì mình đã làm dê làm đồ bạch đạn dê thay mới anh em ha. Đó, xin cam này kia mình thay hết chủ xe. Đó, làm full từ trong ra ngoài cho anh em ha. Cặp lốc máy thì rửa sạch sẽ cho anh em. Mới chăm chăm. Đó, thì anh em muốn làm máy thì có thể qua tiệm mình tham khảo ha. Máy bao êm cho anh em, êm như ru nha. Đứng gần nổ là bao êm không nghe nha anh em. Chút nữa là mình sẽ test xe cho anh em ha. Mình lên nhẹ cho anh em nghe những máy luôn nha. Máy bao êm, bao nhẹ, lên ga có lực cho anh em nha. Đó. Ga ghiếc này kia là rất là nhẹ nhàng nha, lanh máy liền cho anh em ha. Ghiếc nhẹ là có ga liền cho anh em nha. Đó, hơi là bao căng. Rồi, giờ mình rô đai tiếp anh em ha. Anh em cứ muốn làm máy êm bền nhẹ xe cấu hình đồ thái thì ủng hộ mình nha. Bên mình nhận làm và bảo hành cho anh em nha. Đó, sẵn đây báo cho anh em là full cấu hình máy chủ xe chọn là gói là 4.8 triệu ha. Bảo hành do chủ xe là 6 tháng nha anh em. Đó, trong vòng 6 tháng thì mình canh chỉnh miễn phí cho anh em. Nói chung là bảo hành 6 tháng nhưng mà xe anh em chạy được nhiều năm vẫn được nha ha. 3 4 5 5 năm là bình thường. Rồi. Rồi giờ sư phụ mình tiến hành test cái xe chiếc full chờ neo FI đã tiến hành làm full máy em ha. Sư phụ. Rồi. Chào anh em đây. Chào anh em nha. Rồi anh em chào sư phụ. Ok. Rồi bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Full nồi mình làm zin nha anh em. Đó, nhẹ nhàng để tiết kiệm xăng, máy bóc. Thì anh em làm nồi full chờ hoặc là làm máy cứ tới tiệm mình nha. Tới ngay độ xe Việt Nam. Cái này là dàn xe của khách mình đang dựng đó. Rồi đây là tiệm mình nha. Anh em tới ngay tiệm mình độ xe Việt Nam. Rồi, xin chào anh em nha. Khách đã đang đợi lấy xe nha anh em.